Kính chào quý vị và các bạn, mời các bạn xem bản tin viết tâm thư cầu cứu Nguyễn Phú Trọng nhưng đáp lại là cú chảm, lý do vì sao. Vào tháng giêng năm 2022, sau khi hủy kèo đấu giá đất, ông Chủ tịch Đỗ Anh Dũng đã có tâm thư gửi cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo của Đảng, Nhà nước về việc tự nguyện xin đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán đấu giá tài sản ô đất 3-12, khu chức năng số 3, khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, với hy vọng là thoát tội khuynh đảo thị trường bất động sản. Trong đó, lý do chấm dứt hợp đồng được ông Dũng đưa ra là vì nhận thấy những việc trúng giá đất với kết quả với 2,45 tỷ đồng trên mỗi mét sẽ dẫn đến sự xáo trộn trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và kinh tế nói chung. Việc đẩy giá đất cao và hủy cọc là kết quả và kế hoạch không lành mạnh. Ông Đỗ Anh Dũng muốn đẩy giá bất động sản lên cao để định giá lại những khối tài sản mà tập đoàn đang sở hữu. Vì vậy, vốn chủ sở hữu của tập đoàn được định giá cao hơn mức bình thường. Nhờ đó, ông hút vốn ngân hàng. Đây là hành động khuấy đảo thị trường bất động sản một cách bất hợp pháp. Nó tạo cho thị trường chứng khoán phát triển méo mó, mà phần thiệt hại lớn nhất là người dân Việt Nam. Đây là hình ảnh ông Đỗ Anh Dũng viết tâm thư cho ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Có lẽ đã ngửi thấy mùi chẳng lành nên ông Đỗ Anh Dũng đã viết tâm thư. Trong thư, ông nói rằng: "Chúng tôi xin tự nguyện đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán đấu giá tài sản ô đất 3-12, khu đô thị mới Thủ Thiêm và chấp nhận chịu mọi chế tài về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng này theo quy định của pháp luật về việc đấu giá tài sản công." Và vì sao ông Đỗ Anh Dũng lại viết thư cho ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng như vậy, là tâm sự với người nhà? Vì đơn giản, vì ông Đỗ Anh Dũng là người thuộc hàng dòng dõi quý tộc, là người nhà của những gia đình quan chức gộc. Được biết, phu nhân đã mất của ông Đỗ Anh Dũng là bà Nguyễn Thị Hồng Phúc, là con gái của ông Nguyễn Văn Long, nguyên giám đốc công an thành phố Hà Nội trong vòng 10 năm, giai đoạn 1958-1968. Mà ông Nguyễn Văn Long là anh em con chú con bác ruột của ông Nguyễn Lương Bằng, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo một tờ báo chia sẻ. Một gia thế rất khủng. Và ông Nguyễn Phú Trọng đã đáp lời như thế nào? Việc bắt nhốt ông Đỗ Anh Dũng và các con ông này cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng đã phớt lờ lời khẩn cầu của ông Đỗ Anh Dũng. Có thể nói ông Nguyễn Phú Trọng dựng lò lên để đốt những dự án lớn một cách rất cương quyết, thì không thể nào ông mềm lòng cho được. Ông không hề nương tay với bất kỳ vụ án nào mà ông đang nhắm đến, đó là mục đích xây dựng tên tuổi. Mà một khi không được ông Trọng để ý cứu xét, thì ông Đỗ Anh Dũng sẽ không có cơ hội nào cả. Ông Đỗ Anh Dũng cần phải trả giá cho những gì mà ông đã làm trong quá khứ, đó là công bằng. Và bằng chứng sai phạm thì đã rành rành, thì không thể trốn đâu cho được. Vào ngày 6 tháng 4, trên báo Số Hà có giật tít với bài tin Chủ tịch Tân Hoàn Minh Đỗ Anh Dũng có thể đối diện án chung thân. Được biết, báo Nhà nước là công cụ của chính quyền. Vì thế, những tờ báo này nói bóng, nói gió về bức án dành cho ông chủ của Tân Hoàn Minh như là bức ném đá, dò đường để xem phản ứng của dư luận như thế nào về bức án đó. Có thể nói, đó là bức án khá nặng. Đây là hình ảnh ông Đỗ Anh Dũng có thể chịu mức án tới chung thân. Với số tiền thu được từ việc lừa đảo lên tới 10.300 tỷ đồng, ông Đỗ Anh Dũng và đồng phạm sẽ phải chịu mức án rất nặng. Nhiều khả năng là tù chung thân. Nhiều chuyên gia cho biết như vậy, và Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàn Minh, ông Đỗ Anh Dũng bị điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Điều đáng nói là Bộ Công an đánh giá hành vi của ông Dũng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Ba công ty con của Tân Hoàn Minh đã được đưa ra những thông tin không có thật ngay từ ban đầu, để nhà đầu tư tin tưởng giao tiền, rồi sau đó chiếm đoạt sử dụng số tiền đã nhận được của nhà đầu tư vào mục đích khác với mục đích ban đầu đề ra. Và với số tiền thu được từ việc thực hiện hành vi là rất lớn, lên đến 10.300 tỷ đồng thì ông Đỗ Anh Dũng và đồng phạm sẽ phải chịu mức án rất nặng. Bởi vì số tiền lừa đảo quá lớn, số tiền này được huy động từ việc phát hành 9 đợt trái phiếu nhưng lại sử dụng vào trái mục đích, không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu. Ông Dũng và đồng phạm sẽ bị xử lý về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ Luật Hình Sự năm
2015. Với tội phạm này, chỉ cần lừa đảo chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên thì người thực hiện hành vi đã phải chịu khung hình phạt cao nhất là phạt tù từ 12 cho đến 20 năm tù hoặc tù chung thân. Đồng thời, người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm các chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm cho đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. Như vậy, với số tiền chiếm đoạt lên tới 10.300 tỷ đồng, ông Dũng và những người liên quan có khả năng phải chịu mức án cao nhất không hình phạt, đó là tù chung thân. Đây là hình ảnh ông Đỗ Anh Dũng. Rõ ràng là sự kêu cứu đến người đứng đầu của Đảng đã thất bại. Ông Nguyễn Phú Trọng hiện nay đã già. Ông muốn thể hiện trước người dân rằng ông không khoan nhượng để lưu danh sử sách, mà là người chống tham nhũng mạnh nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Nguyễn Phú Trọng nếu có bao che thì chỉ bao che những người tâm đắc của ông mà thôi. Có những người thuộc gia đình có công khác, ông không quan tâm. Bởi vì nếu ông Trọng chùn tay thì ắt tên tuổi của ông sẽ không được thừa nhận. Vì thế, khó mà có chuyện ông Nguyễn Phú Trọng sẽ nghĩ lại. Xem ra, ông Đỗ Anh Dũng hết đường thoát. Kính chào quý vị và các bạn, mời các bạn xem bản tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không phải là người nêu vấn đề. Vào ngày 31 tháng 3 năm 2022, lần đầu tiên sau hơn cả tháng trời, quân Nga tàn sát dân thường ở Ukraine, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mới chịu mở miệng, hàm ý không ủng hộ cuộc xâm lăng của Nga đối với đất nước Hòa Hướng Dương Ukraine. Cũng chỉ là hàm ý thôi, và tuy nhiên ông Trọng có mở miệng thật, nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn kiên định lập trường bảo vệ Nga ở Liên Hợp Quốc với việc bỏ phiếu trắng. Trong nước vẫn tìm mọi cách ngăn chặn các nhà hoạt động, tri thức và dân chúng ủng hộ người dân và chính phủ Ukraine. Nhà báo Trần Đông A cũng có bài bình luận đăng tải với tựa đề "Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không phải là người nêu vấn đề". Đây là hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Cả thế giới kinh tởm và lên án Nga. Sự phẫn nộ của thế giới đang gia tăng đối với bằng chứng về các vụ hành quyết đã xảy ra và các hành động tàn bạo khác của quân Nga ở Ukraine. Tuy nhiên, Nga phủ nhận và cho đây là sự giàn dựng. Bộ trưởng Quốc phòng Đức cũng đã phản ứng với bằng chứng mới khi nói rằng châu Âu phải xem xét tăng cường các hình phạt đối với Moscow bằng cách tẩy chay hoạt động xuất khẩu khí đốt của nước này, và bước đi này sẽ gây đau đớn về nền kinh tế mà các lãnh đạo châu Âu trước đây đã tránh. Còn Thủ tướng New Zealand thì gọi các báo cáo về hành vi cưỡng hiếp và các hành động tàn bạo khác của binh lính Nga là đáng tố cáo. Thủ tướng Nhật Fumio hôm 4 tháng 4 cũng cho biết Nhật Bản cực kỳ lên án các cuộc tấn công nhằm vào dân thường sau báo cáo về các thi thể được tìm thấy có dấu hiệu bị tra tấn tại các khu vực mà quân Nga đã rút lui. Trong khi đó, vào ngày 31 tháng 3 vừa qua, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng chỉ gọi xung đột Nga-Ukraine hiện nay với bản tin là tình hình căng thẳng. Và có ý thanh minh, ông không phải là người chủ động nêu vấn đề ra, mà chính Thủ tướng Đức Scholz mới là người đề cập trước chủ đề này. Được biết, trước đây thời năm 1980, ông Nguyễn Phú Trọng đã từng có thời gian học ít tháng ở Nga. Lúc đó đang còn là Liên Xô cũ. Cuộc diệt chủng của Nga ở Ukraine bước sang tháng thứ hai, và ông Trọng vẫn chưa hề coi cuộc chiến tranh xâm lược tàn khốc như 140-141 nước trên thế giới đã hai lần công khai bỏ phiếu tại Liên Hợp Quốc để lên án. Đây là hình ảnh người dân đứng cạnh một mộ chôn tập thể những người dân Ukraine ở Bukha vào hôm 3 tháng 4 năm 2022. Việt Nam chặn người dân bày tỏ tình đoàn kết vào ngày 5 tháng 3 năm 2022, một hội chợ từ thiện quyên góp cho Ukraine định tổ chức ngay bên trong khuôn viên Đại sứ quán Ukraine tại Hà Nội đã bị chính quyền Việt Nam cản trở. Về sự việc, cuộc quyên góp theo sáng kiến của cộng đồng Ukraine bị đình chỉ, đại biện lâm thời Cộng hòa Ukraine tại Việt Nam, bà Natalia, cho truyền thông quốc tế biết sở dĩ phải hủy bỏ là do buổi quyên góp chưa đáp ứng các quy định của chính quyền thành phố Hà Nội. Là nhà ngoại giao chuyên nghiệp, bà đại biện chắc chắn không tiện công khai phê phán lập trường cuồng Nga của chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng mới đưa ra một tuyên bố trung tính đến như vậy.
Tuy nhiên, lần Việt Nam bác bỏ phiếu trắng tại Liên Hợp Quốc, bà đã phải tỏ thái độ công khai rằng: Việt Nam ơi, quê hương thứ hai của tôi ơi, tôi rất thất vọng. Đây là hình ảnh bài đăng của bà Natalia, đại biện lâm thời Ukraine tại Việt Nam trên trang Facebook vào ngày 2 tháng 3 năm 2022, tuyên bố: Tôi hiểu được việc Việt Nam muốn giữ thế trung lập, nhưng hiện không phải là thời điểm thích hợp để giữ lập trường như vậy, bởi vì đây không chỉ là chuyện của Ukraine, đây là vấn đề trật tự thế giới, đây là vấn đề tôn trọng luật pháp quốc tế. Theo Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Ukraine tại Hà Nội Igor, Ukraine chỉ nhận được viện trợ nhân đạo từ chính phủ Việt Nam trong thời kỳ đại dịch COVID-19, nhưng đấy là chuyện của 2 năm trước. Giờ đây, chính phủ Ukraine chưa nhận được bất cứ sự hỗ trợ nào từ Việt Nam, nơi chúng tôi đang công tác, kể cả viện trợ nhân đạo. Thế mới thấy cái bóng đè của chủ nghĩa chuyên chế và độc tài kéo dài ghê gớm. Từ Moscow có Bắc Kinh kéo xuống tận Hà Nội, thậm chí Việt Nam còn bảo hoàng hơn cả vua. Bởi vì từ ngày 11 tháng 3, khi phát biểu tại cuộc họp báo sau phiên bế mạc kỳ họp Quốc hội, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã bày tỏ lo ngại, đau xót trước tình hình Ukraine và tuyên bố Trung Quốc sẽ tiếp tục viện trợ nhân đạo cho Ukraine. Và thắng lợi của Đảng chính là đại bại của dân. Nhờ chủ trương cuồng Nga và ghét Mỹ của Đảng, một loại virus phản Ukraine đang lan tràn khắp cả một xã hội, đang chết lâm sàng về chính trị ở Việt Nam. Nga nó đánh Ukraine là đúng, một số người đã nói như vậy. Đây là hình ảnh một hội chợ từ thiện quyên góp cho Ukraine định tổ chức ngay bên trong khuôn viên của Đại sứ quán Ukraine tại Hà Nội, bị chính quyền Việt Nam cản trở vào ngày 5 tháng 3 năm 2022. Và nghiệp chướng cũng đang chờ đợi Đảng Cộng sản Việt Nam ở phía trước, nếu như cho đến khi kết thúc cuộc chiến tàn khốc này, Việt Nam vẫn đứng trước ngã ba đường. Bao nhiêu lời khuyên đầy trí tuệ xuất phát từ kinh nghiệm lịch sử cận và hiện đại đều bị bỏ ngoài tai. Việt Nam nằm cạnh Trung Quốc, hệt như Ukraine nằm cạnh Nga. Và nguy cơ bị láng giềng khống chế, thậm chí tấn công, luôn luôn tồn tại đối với Việt Nam từ trước đến nay, không lúc nào bớt. Nhưng Việt Nam sẽ có nguy cơ tuột khỏi cơ hội nương vào sức mạnh kinh tế, khoa học và công nghệ của Mỹ và phương Tây để đưa đất nước trở thành quốc gia đã phát triển. Con đường khả dĩ và ít nguy hiểm nhất để giữ được quyền tự quyết dân tộc và nền độc lập cho đất nước, Việt Nam khó bước lên được. Và cứ ù lì, đông cứng và tiến hành chính sách ngu dân như hiện nay, thì Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ không bao giờ đặt chân lên được con đường ấy. Thế giới khi đã phân định rõ ràng thành hai khối, chuyên chế và dân chủ, mà Việt Nam vẫn chập chờn với dân trí như cậu lái xe, quan trí, ông chánh văn phòng, Musta, thậm chí đảng trí, bị lực hút quán tính của Nga và Trung Quốc kéo vào, thì tai họa sẽ ập đến là điều đương nhiên. Trong trường hợp ấy, ông Nguyễn Phú Trọng có mở miệng hay không cũng thế mà thôi. Việt Nam một lần nữa sẽ lại nhỡ con tàu của thời đại.